Hôm nay mình đi làm tóc nha. Các bạn coi đó, sau khi mình biến đổi như thế nào nha. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hải Bùi nha. Hôm nay mình đi khu chợ Việt Nam này. Và bây giờ mình đang chuẩn bị vào làm tóc nha, ở salon 168 nè. Đó, hy vọng là sẽ có một cuộc biến đổi ngoại mục nha. Đây, tóc của cái chị này mới làm rất là đẹp nha. Rồi ok. Rồi để xem sau khi mình làm tóc thì sẽ biến đổi như thế nào nha. Các bạn cùng xem nha. Đó, mọi người thấy sau khi mình làm xong cái đầu mình trồng do rồi ha. Bữa giờ quay quay clip đó, cái đầu nó được đẹp nhất. Quay một giờ làm sao đó, bây giờ chồng thì tiếp theo. Sau khi đã làm tóc xong rồi, hôm nay mình sẽ đi mua sơn về make up lại cái bộ nail tay và bộ nail chân nha. Trời ơi, mấy năm nay rồi không được làm nail bạn ơi. Nhưng mà bên này làm nail mắc lắm, 30-40 đồng. Mà mình nếu mà mình có khả năng mình tự làm được thì nên làm ha. Bây giờ mình vô cái chỗ mà nail supply bản đồ mà dành cho nail, dành cho móng tay á, sơn nước rồi sơn gel các thứ nha. Rồi trời, hôm qua đi nghe nhạc về mà cái họng á nó đau quá rồi. Các bạn nhìn xem, cái này chỉ chuyên bán đồ dụng cụ và nail các loại nha, sơn nail. Đây là những cái sản phẩm mà spa, là massage cho móng, có phải pedicure này, manicure này, hay là bột gì đó, mình cũng không có rành về những cái sản phẩm này lắm, mình đâu có học. Ở Việt Nam mới học sơ rồi định làm, nhưng mà nghe cái mùi của những cái hóa chất này mình không chịu nổi, thấy không? Quát, mình cũng biết là quát gì nữa, không? Cái này là gì đây các bạn? Cream quát này. Quát này cho mấy cái lông tay, lông chân, lông mu, lông tóc, lông râu cũng vậy, lông nách. Alcohol với acetone massage lotion. Ôi, bán cả thùng. Ở đây họ bán những cái loại ghế massage làm cho nail nè, đẹp không bạn? Wow, đẹp luôn. Bỏ cái chân vô đây để ngâm massage. Trời, còn có cái cây để điện thoại để coi nữa. Đẹp không? Ghế cho thợ ngồi, ghế ngồi thấp nè, ghế cao nè. Trời, đây là có nhiều màu lắm. Biết chọn lại nào đây. Bây giờ mình tìm cái hiệu OPI. Chỗ này đang giảm giá, hết màu rồi nó giảm giá.